Chương trình hôm nay gồm có Israel xóa sổ toàn bộ khu vực xác định có phiến quân Hamas Phiến quân Hamas đang cùng đường Cô gái trẻ chỉ huy tiêu diệt 25 phiến quân Hamas Trung Quốc ảnh hưởng Iran và Hamas không? Tình báo Hoa Kỳ biết trước kế hoạch Hamas tấn công ba kịch bản có hậu quả nghiêm trọng trong xung đột Gaza. Người Do Thái dạy trẻ con làm giàu từ nông nghiệp. Tất cả đều có trong bản tin ngày hôm nay. Phạm Dương xin kính chào quý khán thính giả đến với chuyên mục Xung đột tại Gaza của kênh 60 giây tinh hoa vào chiều thứ bảy ngày 14 tháng 10. Ngay sau đây xin mời quý vị cùng theo dõi các bản tin. Thưa quý vị, Israel đã tiêu diệt ít nhất là hai thủ lĩnh của Hamas kể từ đầu cuộc phản công của mình. Lần này Israel đã không hề quan tâm đến những người xung quanh của họ, khác với thái độ kiềm chế trước đây là không sát hại các thành viên trong gia đình của phiến quân. Một ví dụ là thủ lĩnh của Hamas, ông Ayman Yunus đã thiệt mạng trong một cuộc không kích trả đũa của Israel. Ông cùng với 7 thành viên trong gia đình đang ẩn náu ở dưới lòng đất ở tỉnh al Anbala đều tử nạn vào ngày 8 tháng 10. Ông Yahya Sinwa, là chỉ huy thứ hai của Hamas, đã thiệt mạng trong một cuộc không kích khác của Israel. Nhiều thành viên trong gia đình của ông cũng bị chôn vùi trong đống đổ nát. Anh trai của Ahia Sinwa, là một cựu lãnh đạo của Hamas, cũng thiệt mạng trong một cuộc không kích khác của Israel. Quân đội Israel đã tàn phá giải Gaza bằng các cuộc không kích chưa từng có, đồng thời cũng cắt nguồn cung cấp thực phẩm, nước, điện cũng như nhiên liệu toàn bộ của Gaza trước một cuộc tấn công quy mô lớn trên bộ. Trong khi đó ở chiều ngược lại, người Palestine chỉ biết cố gắng dự trữ lương thực và vật tư trước viễn cảnh u ám đang tới gần. Ông Kass, bộ trưởng năng lượng của Israel cho biết sẽ không có trường hợp ngoại lệ nào trong cuộc bao vây khi các con tin của Israel chưa được tự do. Ông nói sẽ không có công tắc điện nào được bật, không có vòi nước nào được mở và không có xe tải chở nhiên liệu nào được đi vào cho đến khi con tin của Israel được trở về nhà. Nhân đạo chỉ dành cho tính người, không ai có quyền giao giảng đạo đức cho chúng tôi. Ngoài ra, Israel cũng nỗ lực xác định vị trí các con tin bị Hamas bắt cóc khi chuẩn đô đốc là Daniel Hagari, người phát ngôn của IDF, cho biết trong một bài đăng trên mạng xã hội rằng binh lính của họ đã thu thập được bằng chứng giúp xác định vị trí của các con tin, ám chỉ khoảng 150 người bị Hamas giam giữ. Tình hình càng trở nên căng thẳng khi Thủ tướng của Israel, ông Benjamin Netanyahu đã tuyên bố cuộc tấn công vào giải Gaza chỉ là một sự khởi đầu. Thưa quý vị, các phiến quân của Hamas đang chuẩn bị mọi tình huống, trang bị một kho vũ khí khổng lồ cùng với những đường hầm chằng chịt trong thành phố để đối mặt với bộ binh của Israel trong một cuộc chiến trên đường phố. Nhưng xem ra, tình huống hiện nay có vẻ không khả thi đối với họ. Hoa Kỳ đã cung cấp cho Israel những quả bom xuyên bê tông được chế tạo đặc biệt nhằm khoan và cho nổ các đường hầm sâu từ 30 đến 40 mét dưới lòng đất. Ngoài vành đai, Israel cũng đã xây dựng lại bức tường ngăn cách và đặt mìn nhằm đánh sập các đường hầm khi quân Hamas tháo chạy. Cách sử dụng tình báo để bao vây cấm vận hoàn toàn, dùng bom hạng nặng cũng như hỏa tiễn chính xác dẫn đường, dội thẳng vào nơi phiến quân ẩn náu, làm cho Hamas thực sự choáng váng. Truyền thông của nước ngoài cho biết, hàng trăm nghìn binh sĩ Israel đang chuẩn bị chiến đấu ở 5 hướng, Lebanon, Syria, Giải Gaza, Iran và Bờ Tây. Israel đã đưa ra báo cáo cho biết, họ đã phá hủy 2.329 mục tiêu ở Gaza và tiêu diệt thêm hai thành viên cấp cao của Hamas, gồm Ủy ban Chủ tịch của Hamas là Zakaria Abu Muammar và Javad Abu Samla. Những cuộc không kích cũng làm thiệt mạng ông Sheikh Abudun Fatah Andun Khan, một trong những người sáng lập Hamas. Mặt khác, Israel vẫn đang kêu gọi người dân Palestine rời khỏi giải Gaza. Với cách thức bao vây chặt cứng, khi nước và lương thực cạn kiệt chắc chắn sẽ có nhiều người phải rời gaza để giảm thương vong cho dân chúng israel đã pháo kích đạn pháo nhỏ trên nóc và phía ngoài của các tòa nhà khiến cho cư dân phía trong phải chạy ra khỏi nơi trú ẩn sau đó uav trinh sát đã chỉ điểm cho pháo binh phóng hỏa tiễn đánh sập hoàn toàn tòa nhà israel cũng đã bác bỏ sự hòa giải của ai cập và cho biết quân đội của họ sẽ tiến hành các hoạt động khám xét và ra soát từng nhà trong nhiều tháng ở Gaza cho đến khi Hamas bị xóa sổ hoàn toàn. Ngay sau đây xin mời quý vị tiếp tục theo dõi các bản tin khác từ biên tập viên Thủy Miên của chúng tôi. Thưa quý vị, theo Walla News, đưa tin về cô gái 25 tuổi Inba Lieberman ở trang trại Nia cách biên giới Gaza chưa đầy 500 mét. Sáng ngày 7 tháng 10, những vụ nổ khủng bố đã va vỡ sự yên tĩnh của trang trại Nia Em. Cô Lieberman, người từng phục vụ trong lực lượng đặc biệt tinh nhuệ nhất của Israel, Nhận thức sâu sắc rằng những âm thanh này khác với những cuộc tấn công bằng hỏa tiễn thông thường trước đây. Lieberman gấp rút mở kho vũ khí, trang bị súng cho đội an ninh gồm 12 người. Điều phối cả đội đối phó tấn công quân Hamas khiến chúng trở tay không kịp. Trong 4 giờ, Lieberman đã một mình tiêu diệt 5 tên khủng bố, đồng thời các thành viên khác trong nhóm cũng tiêu diệt 20 tên khủng bố. Hamas đã thành công trong việc tấn công hầu hết các trang trại vùng biên giới của Israel, nhưng toàn bộ nhóm Hamas tấn công Nhem đã bị xóa sổ đội an ninh của Lieberman đã cứu sống mọi người trong trang trại. Trên mạng xã hội, cư dân mạng bày tỏ sự ngưỡng mộ đối với Lieberman, gọi hành động của cô là huyền thoại. Thị trường Tel Aviv gọi cô là nữ anh hùng. Ông nói, nhờ cô ấy mà hàng chục mạng sống đã được cứu. Theo thống kê mới nhất, cho đến nay, ít nhất 1.200 người Israel đã thiệt mạng trong các cuộc tấn công khủng bố của Hamas. Tính đến ngày 13 tháng 10, giao tranh giữa hai bên đã khiến hơn 2.800 người thiệt mạng, gần 10.000 người bị thương. Thưa quý vị, Bắc Kinh có ảnh hưởng gì đối với Iran? Đại sứ Israel tại Trung Quốc Eric Ben Abba hôm 12 tháng 10 kêu gọi, Trung Quốc sử dụng mối quan hệ chặt chẽ với Iran để kiềm chế Hamas. Lãnh đạo đa số thực hiện Hoa Kỳ Sumer cho biết trong chuyến thăm Trung Quốc gần đây rằng ảnh hưởng của Trung Quốc đối với Iran là rất nhiều mặt. Một số người trong chúng tôi cũng yêu cầu Trung Quốc sử dụng ảnh hưởng của mình đối với Iran và không để chiến tranh lan rộng. Tuy nhiên, Trung Quốc đã từ chối lên án rõ ràng hành động tàn bạo của Hamas đối với Israel. Thay vào đó, Trung Quốc lại có lập trường dường như trung lập, cho biết nước này vô cùng đau buồn trước thương vong của dân thường, trong khi kêu gọi tất cả các bên kiềm chế. Trung Quốc hiện là đối tác thương mại và mua dầu lớn nhất của Iran, kim ngạch thương mại giữa hai nước đạt 15,8 tỷ đô la vào năm ngoái, tăng 7% so với cùng kỳ năm ngoái, là đối tác thương mại lớn nhất của Iran trong 10 năm liên tiếp. James Phillips một học giả thỉnh giảng về các vấn đề Trung Đông tại Heritage Foundation, nói với VOA, Tôi nghĩ Trung Quốc có ảnh hưởng rất lớn đối với Iran, bởi vì Trung Quốc là khách hàng lớn nhất của Iran và Iran cần Trung Quốc, nhưng Trung Quốc không cần Iran. Michael Mezer, một thành viên không thường trú tại Viện Doanh nghiệp Hoa Kỳ cho biết, có thể chỉ đơn giản như vậy, khi có một sự lựa chọn, Bắc Kinh sẽ không thể không đứng về phía cái ác. Thưa quý vị, theo CNN, Trước khi Hamas tấn công, cộng đồng tình báo Hoa Kỳ đã đưa ra ít nhất hai đánh giá dựa trên một phần thông tin tình báo do Israel cung cấp. Nội dung cảnh báo chính quyền Biden về một cuộc tấn công quy mô lớn ở miền nam Israel. Cụ thể, cập nhật đánh giá mới nhất ngày 28 tháng 9 của tình báo Hoa Kỳ cho biết, tổ chức khủng bố Hamas đang chuẩn bị leo thang các cuộc tấn công bằng hỏa tiễn xuyên biên giới. Tiếp đến vào ngày 5 tháng 10, một bức điện của CIA đã cảnh báo một cách chung chung rằng Hamas ngày càng có khả năng thực hiện các hành động bạo lực. Sau đó, vào ngày 6 tháng 10, một ngày trước cuộc tấn công, các quan chức Hoa Kỳ đã công bố các báo cáo từ Israel cho thấy hoạt động bất thường của Hamas. Những đánh giá này là một phần trong hàng loạt cảnh báo cấp cao do cộng đồng tình báo Hoa Kỳ và các đồng minh Trung Đông đưa ra cho chính quyền Biden trong năm qua, đặt ra câu hỏi về việc liệu Hoa Kỳ và Israel có những điều chỉnh thích hợp đối với rủi ro hay không. Quan chức cấp cao của một quốc gia Ả Rập trong khu vực cho biết, nước ông đã nhiều lần bày tỏ quan ngại với các quan chức Hoa Kỳ và Israel rằng sự tức giận của người Palestine đã lên đến mức nguy hiểm. Quan chức này nói, "Nhưng mỗi lần chúng tôi cảnh báo thì họ đều không nghe." Một nhà ngoại giao Trung Đông ở Washington DC cũng nói họ đã nhiều lần cảnh báo tòa Bạch Ốc và các quan chức tình báo Hoa Kỳ về việc tích tụ vũ khí của Hamas và sự tức giận của người Palestine sắp bùng nổ rằng vũ khí tồn tại ở Gaza nằm ngoài sức tưởng tượng của bất kỳ ai. Vũ khí tồn tại ở bờ Tây thông qua Hamas cũng đang trở thành một vấn đề thực sự và việc Hamas kiểm soát bờ Tây là một vấn đề thực sự. Thưa quý vị, cuộc xung đột Israel-Palestine có thể làm gián đoạn nền kinh tế toàn cầu, thậm chí đẩy nền kinh tế toàn cầu vào suy thoái nếu có thêm nhiều quốc gia tham gia trang Bloomberg Economics đã mô phỏng ba kịch bản và liệt kê những tác động có thể xảy ra đối với tăng trưởng kinh tế toàn cầu và lạm phát. Kịch bản 1. Xung đột giới hạn ở Gaza Cuộc xung đột chưa lan rộng ra bên ngoài lãnh thổ Palestine và ít ảnh hưởng đến giá dầu cũng như nền kinh tế toàn cầu. Đặc biệt là khi Ả Rập Saudi và các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất có thể sử dụng công suất dự phòng để bù đắp tổn thất sản xuất của Iran. Kịch bản 2. Cuộc chiến ủy nhiệm nếu xung đột lan sang Lebanon và Syria, nó thực sự sẽ trở thành một cuộc chiến ủy nhiệm giữa Iran và Israel, và tổn thất kinh tế sẽ còn cao hơn. Điều này sẽ đẩy giá dầu tăng cao. Theo kịch bản này, giá dầu có thể tăng vọt lên 150 đô la trên thùng, tăng trưởng kinh tế toàn cầu giảm xuống 1,7% và sản lượng kinh tế toàn cầu giảm khoảng 1.000 tỷ đô la. Kịch bản thứ ba, chiến tranh Iran-Israel nếu khả năng này xảy ra thì giá dầu có thể tăng như đã từng xảy ra sau khi Iraq chiếm Kuwait năm 1990. Do mức cơ sở ngày nay cao hơn nhiều, mức tăng đột biến này có thể đẩy giá dầu lên 150 đô la trên thùng, khiến tỷ lệ lạm phát toàn cầu ở mức 6,7% trong năm tới. Thưa quý vị, từ một quốc gia khan hiếm thiếu nước để sử dụng, Israel nay đã trở thành quốc gia dạy thế giới về cách tiết kiệm nước. Bằng trí tuệ và lao động – họ đã biến vùng đất với hơn 60% diện tích là sa mạc thành những nông trại trù phú, nổi tiếng là một quốc gia phát triển về nông nghiệp công nghệ cao. Thông lũng Avara sa mạc nè gẹp vào mùa hè, nhiệt độ có thể lên tới 50 độ, mưa khan hiếm và ngắn ngủi, nhiệt độ và độ ẩm ngày và đêm khá chênh lệch. Thời tiết và khí hậu khắc nghiệt như thế nên hệ sinh thái vô cùng nghèo nàn, chủ yếu là các cây bụi, cát đá, xe lẫn. Cựu tổng thống Israel Simon Peres đã thốt lên khi đến thăm nơi này năm 2009: "Hãy đến và thấy chính con người cũng có thể tạo nên vườn địa đàng." Chỉ có 1,7% dân số làm nông nghiệp, nhưng mỗi năm Israel xuất khẩu trên dưới 3,5 tỷ đô la nông sản, là một trong những nước xuất khẩu nông sản hàng đầu thế giới. Lạ thường nhưng rất phi thường bởi thứ không nằm ở kỹ thuật hay công nghệ, mà đó chính là cách họ tư duy để làm giàu trong lĩnh vực nông nghiệp. Họ dạy con trở thành những thanh niên biết làm giàu cho chính bản thân và đất nước. Các bà mẹ đã dạy con từ lúc nhỏ cách trồng và thu hoạch rau sau vườn. Người cha đã dạy con cách tiết kiệm tài nguyên và không lãng phí bất cứ thứ gì. Từ vali cũ, bồn rửa và khung giường đóng vai trò như những chậu trồng cây, đến rau thừa và vỏ trái cây cho vào thùng ủ, còn ống hút nhựa được kết hợp với bùn để xây dựng, như cách mà họ đã tái chế nguồn nước thải sau đó đưa ra ngoài những nông trại tận dụng để tưới tiêu. Ở Israel, trẻ em, học sinh được tham gia vào các hoạt động thực hành như nấu rượu nho, trồng và thu hoạch rau, làm khô gia vị, chăm sóc các loài động vật nhỏ. Chúng được dạy về sinh thái, tái chế, các luật từ kinh thánh liên quan đến đất đai và quan trọng nhất là tình yêu thương cho thượng đế, kinh thánh, đất đai và dân tộc Do Thái. Cuộc sống của những đứa trẻ ấy không chỉ có sách vở, trường lớp mà có cả những lúc lao động trong nông trại, trong nhà máy, nhận những đồng tiền thù lao từ chính sức lao động của mình. Thanh niên được đào tạo và khám phá các lĩnh vực robot, trí tuệ nhân tạo, cảm biến trong thời gian phục vụ quân đội từ 2 đến 2,5 năm. Nông nghiệp vẫn luôn là nền tảng cơ bản để nuôi sống con người và người do Thái tận dụng công nghệ từ những thứ đã học và thực hành trong môi trường quân đội tạo nên startup nông nghiệp công nghệ có giá trị hàng triệu đô la. Cảm ơn biên tập viên Thủy Miên. Kính thưa quý vị, chuyên mục xung đột tại Gaza của kênh 60 Giây Tinh Hoa đến đây đã kết thúc. Một lần nữa Phạm Dương xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong bản tin tối nay.